Đây là cái dòng 1, dòng đi tìm từng số. Và bây giờ mời 4 chàng trai trên kia. Trời ơi đẹp luôn. Xin mời bạn đầu tiên giới thiệu về mình đi ạ. Xin chào tất cả mọi người. Xin chào hai MC xinh đẹp và hai bạn nữ dễ thương ngoài kia. Và tất cả mọi người trong trường quay ngày hôm nay. Vinh xinh đẹp luôn nha. Anh đẹp trai nha. Mình tên là Lê Bảo Trân. Khi các bạn nghe tên của mình cũng hơi bất ngờ đúng không? Các bạn cứ nghĩ đó là tên của một bạn nữ. Nhưng không, mình là một bạn nam. Đa số mọi người biết mình qua cái tên là Hồ Phước. Cho nên là mọi người cứ gọi mình là Hồ Phước nha. Hồ Phước. Tên Lê Bảo Trân là tên trong cây xanh của em, nhưng mà người nhà đặt lộn á, bị đặt nhầm. Ai đi đặt mà lộn tên? Dạ ông của em. Ông ngoại hay ông nội? Dạ ông cố. Cố đang vui rồi, có báo cho cố biết là đẻ con trai không? Dạ có. Mà sao cố đặt tên con gái? Dạ tại vì ông của em đi làm giấy khai sinh một lần tới mấy đứa cháu luôn, cho nên là đặt nhầm. Trời đất ơi, làm nghề gì vậy? Dạ hiện tại em đang là diễn viên. Em đã được 20 đầu bánh chưng rồi mà vẫn còn cô đơn. Nhà em quê ở đâu? Dạ quê em ở Long An à. Cao 1m mấy mà cứ ngồi hết màn hình của tôi vậy? Dạ em cao 1m77 à. 77 sao cao dữ vậy Vinh? Lát em vô ngồi thử coi. Dạ, lát ra ngoài kiểm tra. Dạ mời bạn số 2. Dạ xin chào tất cả mọi người và các bạn đang theo dõi chương trình. Em tên là Bùi Nguyễn Quang Huy và quê của em là ở Biên Hòa, Đồng Nai ạ. Năm nay em 21 tuổi. Em cũng ế. Chắc cách khoảng được 2 năm rồi. Em hy vọng là em sẽ tìm được một tần số nào đó phù hợp với em, một trong hai bạn nữ ở đây ạ. Xin lỗi em làm nghề gì? Em hiện tại em làm ca sĩ và diễn viên ạ. Ủa sao nay ca sĩ diễn viên ế hết vậy ta? Ế hết vậy ta? Ế hết vậy ta? Rồi mời bạn số 3. Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Lâm Bảo Sơn. Năm nay mình 22 tuổi và hiện tại mình là sinh viên năm 4 khoa luật trường đại học Tôn Đức Thắng. Và ngoài ra mình có tham gia một số hoạt động nghệ thuật giống như là ca hát, diễn xuất hay là làm MC. Mình có một sở thích mà mình nghĩ là tất cả các bạn nữ đều thích, đó chính là nấu ăn, và mình đặc biệt mình nấu ăn rất là ngon. Hai em ơi, anh đã từng học luật thì anh sẽ nguyện làm bị cáo để hai em làm chủ tọa phán xét vào trái tim của anh. Có được không ạ? Nghe ổng giới thiệu là nghi ổng MC rồi. Với lại luật nữa mà. Luật. Lanh miệng lắm. Em ơi. Dạ. Các em có thực tập chưa? Dạ, hiện tại em đã đi thực tập rồi và em chuẩn bị tốt nghiệp. Còn 2 tháng nữa em tốt nghiệp à. Em thực tập ở cái vai trò nào? Em làm thực tập sinh pháp lý cho một công ty của bất động sản. Rồi em có ra tòa lần nào chưa? Dạ có, tụi em có ra tòa, với lại khi trong quá trình học thì em cũng được trải nghiệm phiên tòa giả định. Cái cương vị nào làm cho em căng thẳng nhất? Em nghĩ là thẩm phán và chủ tọa, tại vì họ sẽ đưa ra cái kết luận của họ. Và cái việc đưa ra kết luận của họ thì nó sẽ ảnh hưởng đến nguyên cáo hoặc là bị cáo. Cảm ơn bạn, chúng ta cùng đến với phần giới thiệu của bạn thứ tư. Xin chào mọi người, mình tên là Nguyễn Tâm Nhân. Hiện tại mình đang là sinh viên năm 2 của trường đại học sân khấu điện ảnh thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình có một cái sở thích là ca hát, nhảy nhót. Thời gian rảnh mình hay sáng tác những bài rap. Và ngày hôm nay mình đến với chương trình, mình mong mình sẽ được bắt trúng tần số của một trong hai bạn dưới kia. Sau khi nghe giới thiệu xong thì không biết là các bạn có ấn tượng với chàng trai nào ở đây không? Quỳnh Trang. Sau khi mà em nghe bốn chàng trai nói chuyện thì em cảm thấy có ấn tượng với anh số 3 nhất ạ. Còn như em? Em lại có ấn tượng với anh số 2 ạ. Tại sao? Tại vì em có thiện cảm với cái người mà nói tiếng lớ vậy, em thích. Vậy hả? Dạ. Mặc định vậy luôn hả? Dạ. Không, lớ thích thôi. Chút nữa từ từ khai phát ra. Yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem cái ốp lưng điện thoại của mỗi chàng trai để coi thử là cái ấn tượng nó có thay đổi không ha. Xin mời. Đàn ông trai cho nên đơn giản ha. Có anh chàng số 4 có hình em hả em ơi? Dạ, ở đây là hình ốp lưng thôi hả chị? Em số 3 ơi. Dạ. Cái ốp lưng của em ở giữa nó bị xét hả em? Dạ, do em xài lâu quá nó bị cũ quá chị. Tại vì em mua cái ốp lưng này là dùng để tiện cho mình xem phim á. Khi mà mình nằm hoặc là mình ngồi cũng dễ. Nó dựng lên được ha em ha? Dạ, đúng rồi. Với chị thì chị thấy 4 cái ốp lưng này là tại con trai, không có gì đặc biệt. Cho nên xin xem màn hình khóa luôn được không ạ? Màn hình khóa điện thoại. Chương trình thi với các biến đoạn. Biến đoạn là một cái vở kịch hoặc là một cái tiểu phẩm mà đã được mình lấy ra một khúc và mình chế biến lại. Cái này thường là nằm ở học kỳ 2 của một năm học, gọi là biến cái đoạn đó thành một cái đoạn khác, phải không bạn? Dạ đúng ạ. Dạ. Nhưng mà tại sao lại để lên màn hình khóa như vậy bạn? Dạ tại vì lúc em thi cái chương trình thi biến đoạn này thì em được các bạn bắt làm đại trưởng, mà tính em thì cũng hay quên tại vì có nhiều tiết mục quá, với lại sắp xếp cái đạo cụ này nọ, cho nên em phải để màn hình khóa luôn để em nhớ tiết mục nào để em sắp xếp. Vinh có biết là ngày xưa sinh viên nghèo lắm, có một cái tấm màn vậy thôi, rồi có cái bục y chang vậy, thì ra đằng trước là diễn cho thầy cô coi, nhưng mà vô đằng sau tấm bục một chút xíu là có cái màn, thì tụi Hương phải thay cái độ trong cái màn á, xong rồi chạy qua bên kia, chạy qua bên Vinh vậy nè, xong rồi trở ra để diễn tiếp. Rồi các bạn có biết là chúng tôi chăng chạy ngay chữ cái khúc này á, là trai gái gặp nhau chổng á mà vẫn thay đồ bình thường. Nhiều khi thay đồ là tất nhiên là có một cái bộ đồ, tôi gọi là bộ đồ tico, bộ đồ chọc và hình thể ở trong người, nhưng mà lôi lúc gái thì cũng phải có
phụ tùng này nó, xong rồi cái chạy ra sao ơi gài giùm coi, cái thằng trước đang diễn kêu mà nghe kiểu kêu gài luôn á, mấy nhỏ gái nó nhào vô thay đồ trước mặt em không? Dạ không, là tụi em có thiết kế tụi em văn màn ra làm cái phòng thay đồ riêng cho nữ, còn nam tụi em thì thay đồ ngoài luôn, thay đại luôn đúng không? Dạ tự nhiên em để là cái đó, chị nhớ là cái thời của chị rồi chị ban qua cái chuyện mà chị đi thi nó thật là tào lao, trở lại chỗ cũ nha em, xin lỗi mọi người nghe, tự nhiên nhớ là cái thời đó mắc cười quá trời. Nếu mà tụi em chọn anh chàng đó đó thì tụi em phải mở lòng dữ lắm, tại cái nghề của chị là sát với nhau luôn, cho nên rất là dễ ghen, cái nào hay ghen thì phải coi lại anh chàng số 4 đó. Thôi thì bây giờ hỏi hai bạn nè, Quỳnh Trang em ấn tượng với cái màn hình khóa nào? Em ấn tượng với anh số 1 ạ. Ai vậy em? Người đó là ai? Dạ người đó là em ạ. Cái tóc em có vẻ khác. Dạ cách đây là khoảng 2-3 tháng rồi. Chị nhìn này chị nghĩ là ba em. Ba em. Không à, tại cái áo sơ mi hơi rộng rộng. Dạ tại vì phong cách của em đa số là mặc đồ unisex form rộng á chị. Như em ấn tượng với cái hình nào? Cái hình nào? Em lại có ấn tượng với anh số 2 ạ. Tại sao? Tại vì em là một người cũng khá là thích màu đen, thích màu đen với màu trắng. Bà Di em này nãy giờ phải thích hàng số 2 hai lần rồi nha. chị khoái anh chàng số 4, tại để cái bài thi lên nó vui vậy thôi à. Thôi để em thích bạn số 3 cho. Chị cũng thích số 3 luôn, em đang uống cà phê hả? Dạ thực ra là em đứng trước cái quán cà phê của người ta chắc em chụp hơn 100 tấm luôn á. Chứ em không có uống cà phê à? Dạ không. Dạ không. Dạ không. Chị cũng thích em, chị cũng thích em, chị cũng thích em. Chị tưởng uống cà phê chị xin ly. Xin ly. Do đây là lần đầu tiên em đi Đà Lạt cho nên là em muốn chụp nhiều tấm để làm độ kỷ niệm. Và cái chỗ này nó rất là đẹp cho nên em đứng em chụp hoài luôn. Mà cái chỗ em chụp là xấu lắm biết không? Xấu lắm biết không? Ai chụp cho em vậy? Do em đi chung với một tập thể cho nên là bạn bè em chụp cho em. Chị Việt Hương với anh Vinh nói chụp hình xấu quá. Bố cục kỳ. Hai bạn nữ ơi, hai bạn đã từng đi Đà Lạt chưa? Chị em đi rồi ạ. Bạn Nhi sao ạ? Nhi em đi chưa? Nhi thì chưa đi. Qua chương trình này thì hai đứa mình có thể làm một chuyến đi chung với nhau được không? Nếu mà có cùng tần số thì chắc là có thể. Chúng ta sẽ cố gắng bắt tần số của nhau ha. Nhưng mà em đi rồi mà, em đi làm chi nữa? Em chưa có đi hết cảnh của Đà Lạt, với lại là mình rủ bạn đi có nghĩa là kiểu dạng như bạn bè thôi. Tại vì sau chương trình này nhiều khi mình không bắt được tần số của nhau nhưng mà mình vẫn làm bạn được của nhau. Thôi lúc đó là bộ người khác rồi, đi với em bộ đâu có cho. Ừ. Bạn Trang ơi. Ai đó? Số 1 à? Dạ số 1 sao? Bạn có thích đi Đà Lạt không? Có, Trang rất là thích đi Đà Lạt. Phước là một người rất là thích đi Đà Lạt và hầu như là tháng nào Phước cũng đều lên Đà Lạt hả? Ủa, em buông trà cho nó em. Dạ không ạ, à, tại vì em thích được cái không khí ở trển. Tháng nào em cũng lên trển ở ít nhất em là 5-6 ngày. Em làm nghề gì mà em dư giả tháng nào cũng du lịch vậy? Chị lâu quá rồi không đi đó. Tại vì em có bạn ở trển đó chị. Rồi lên Đà Lạt chơi. Dạ, nếu mà bạn Trang có muốn đi Đà Lạt thì cứ nhắn tin với mình sẽ tình nguyện làm một hướng dẫn viên du lịch dẫn bạn đi khắp Đà Lạt. Số 1 với số 3 là ta mời lên Đà Lạt, rồi số 2, số 4 mời đi đâu? Em thì không có thích đi Đà Lạt lắm. Nếu mà hai bạn thích đi du lịch, một ngày nào đó mình sẽ tổ chức một cái tour và đi du lịch bằng xe máy xuống dưới Hòn Sơn Rạch Giá. Hòn Sơn là một nơi rất là đẹp, mình đã từng đi qua rồi và mình nó rất là hoang vu và mình rất là thích nơi đó và mình muốn chia sẻ cái không gian đó chung với mọi người, chung với hai bạn. Chị chưa đi chỗ đó đó, em nói là chị sẽ đi. Rồi bây giờ nha, Nhi em, Quỳnh Trang, hai bạn thích nhất cái màn hình nào? Em ấn tượng nhất là màn hình số 1 ạ. Mời xem màn hình số 1 trước. Cái hình gì vậy em? Hình của bạn á, kêu sau lưng bạn á là cửa sắt, bạn đang ngồi trên một cái thùng sơn màu vàng thì phải. Bạn biết chơi guitar hả số 1? Dạ, em không biết chơi guitar ạ. À là bạn chỉ dùng cái app hợp âm để hát thôi đúng không? Dạ, em dùng để hát acoustic anh. À em là người vocal trong một cái band acoustic hay sao? Dạ. Bạn số 1 ơi, cho mình hỏi là bạn có thích chụp hình không? Tại vì mình thấy trong màn hình bạn có rất là nhiều app chụp ảnh. Mình rất là thích chụp hình và chỉnh ảnh ạ. À. Mình cũng rất là thích chỉnh ảnh. Nếu mà bạn thích thì mình có thể chụp cho bạn và chỉnh cho bạn những tấm hình cực đẹp. Bạn có thể cho mình xem hình của bạn được không? Hình của bạn chụp. Được ạ. Anh chàng này có bộ tâm hồn ăn uống quá ha. Đồ ăn và cảnh không? Cái hình nào mà em dùng những cái app em chụp mà em cho đằng đẹp á, em có thể chia sẻ với bạn Quỳnh Trang được không? Dạ được ạ. Những tấm hình này đa số là mình chụp bằng cam thường ạ. Xong rồi mình chỉnh màu bằng những cái app mà trong điện thoại mình đã có. Em thích tấm hình nào cho chị coi rồi. Nếu mà về những tấm hình ngoại cảnh thì tấm hình nào em cũng thích, nhưng mà em chụp được như một cái cảnh ấn tượng ở Đà Lạt là em đã đi vào một quán cà phê trong những quán cà phê ở Đà Lạt và trong đó có một cái nơi cho mình ghi lại những cái tâm tư tình cảm của mình và những cái ước nguyện của mình sau này như thế nào. Em cũng đã ghi trong một những số này ạ. Mong là mau có người yêu. Dễ thương quá à. Có rồi, hôm nay sẽ chia tờ giấy đó, sẽ bay 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 dính vào một trong hai cô áo trắng ngồi dưới đây. Thoát ra lại, bạn hồi nhỏ hả? Bạn màu áo xanh á? Ở trên cùng. Dạ em hồi nhỏ. Ngầu dữ vậy, thứ gì chịu nổi. Quá trời, đứng chống nạnh nữa. Cái chống nạnh là ba má hay bắt lắm nè. Chị bình nít ra kêu chống nạnh lên con. Lúc nhiêu tuổi nhà em trai? Dạ lúc này là lúc em 3-4 tuổi, em không nhớ. Nhi ơi, nếu mẹ con trai giống vậy em thích không? Dạ cũng dễ thương. Cũng dễ thương ha. Dạ đó, chồng em hồi nhỏ đó. Chụp xong tấm hình này khoảng em không biết bao nhiêu lâu sau thì ba mẹ em ly dị.
Rồi hiện tại em đang sống với ba hay mẹ? Dạ hiện tại em đang sống với mẹ và dượng và ngoại của em. 17 năm nay em có gặp ba em không? Kể từ 5-6 năm trở lại đây và em là em không gặp lại ạ. Anh thì nói quan điểm của anh thôi, thì ba mẹ có chuyện trục trặc không hợp đó là chuyện của ba mẹ. Nhưng mà ba mình thì vẫn là ba mình và cái điều nó sẽ chẳng bao giờ thay đổi được. Có những người ta không còn ba nữa, ví dụ như anh. Muốn nói thì cũng không nói được nữa. Chi bằng mình còn cơ hội thì mình cứ nói thôi. Hãy giữ lấy cái mối liên kết đó. Dạ em cảm ơn anh. Chắc là cũng đầy khá thông tin rồi ha. Bây giờ mời màn hình của bạn số 2. Cảm ơn bạn số 1. Kéo qua cái nữa bé. Nhỏ này trật tự. Bạn này có vẻ là không có thói quen lên Facebook hay mạng xã hội nhiều đúng không em? Dạ vâng. Hầu như mối quan hệ bạn bè em thì em toàn gặp ở ngoài và ít lên Facebook ạ. Em có một người bạn gái mà người bạn gái đó thì có thói quen hơi bị nghiện điện thoại, nghiện Facebook chút xíu, thì em có khó chịu không? Có một chút chút. Cái chút chút đó nó có lớn lên không? Là sẽ lớn lên từng ngày nếu mà bạn gái em không quan tâm em. Thì đó là một vấn đề đúng không? Dạ vâng. Chàng trai này là hơi khó chịu với cái vấn đề mà online nhiều quá. Kỹ tính. Kỹ tính đó. Tại vì anh chàng đã không có lên online. Cho em hỏi là hai bạn nữ thì quê của hai bạn ở đâu nhỉ? Trang là quê ở Đắk Lắk ạ. Còn Nhi thì ở miền Tây, ở Tiền Giang. Mẫu bạn trai của hai bạn là như thế nào? Với Trang thì Trang cần một người chững chạc, thường xuyên biết quan tâm và lắng nghe mình. Và Trang rất là thích được chia sẻ và rất là hy vọng là sẽ kiếm được một người biết lắng nghe và chia sẻ cùng mình. Còn bạn Nhi thì sao ạ? Còn Nhi thì Nhi thích một người con trai trầm tính, ít nói. Nói chung là nói ít làm nhiều, nói chung là phải hiểu. Khi mà hiểu nhau thì chuyện gì cũng có thể giải quyết được. Chắc bạn đang nói mình á. Rồi vậy thôi, mời màn hình số 3, cảm ơn bạn số 2. Cũng quán cà phê giang tay nữa. Gạt qua bên nữa nè. Để anh coi thì là thói quen của em là gì. Ê, nghe luôn. Dạ, con nghe mẹ ơi. Con quán được rồi, mới tặng nè. Dạ, tại con đem quay mẹ. Rồi, vậy con nói đi. Dạ. Dạ, tí con gọi lại mẹ nha. Sao không nói mẹ là con đang có bồ? Ủa sao mẹ em lại không lưu số vậy? Dạ, đây là một cái số đặc biệt của mẹ em cho nên là em không có lưu. À. Cái số này để hai mẹ con chia sẻ thôi, tại vì trong nhà thì em hay chia sẻ với mẹ em nhiều nhất. Nơi em để những bí mật riêng của em là bằng cái số đó với mẹ em đúng không? Dạ đúng rồi. Hình ảnh hay là cái gì ghi chú hay là những cái gì có thể? Dạ đây. Ai vậy em? Dạ, đây chính là em cách đây 4 năm. Em bao nhiêu ký? À, lúc này là em lớp 12, em cao tầm 1m6 và em nặng 89 ký. Còn bây giờ em bây cao giờ một là mét mấy? Em 1m68 và em cao em nặng khoảng 60-61 ký. Là em xuống cỡ 20? Dạ em xuống cỡ khoảng 23 ký, tại vì trong lớp 12 á thì em muốn thi vào trường sân khấu điện ảnh. Với lại là em muốn mình ốm lại để mình có ngoại hình hơn, để mình thay đổi cuộc đời và mình có kiếm tiền được nhiều hơn, tạo cơ hội nhiều hơn để mình nuôi ba mẹ mình. Sao xuống được hay vậy? Do đó là khoảng thời gian em đi học, với lại là nhà xa phải học bằng xe đạp và ngày nào cũng chạy đi như vậy. Sáng là đi học và làm thêm cơm nước cho mẹ, xong rồi lại đi học thêm và đi học tí từ 6 giờ sáng cho tới 9 giờ tối. Trong cái thời gian thi cử, ăn uống cũng không có nhiều thời gian để nấu ăn. Có nghĩa là không có được tẩm bổ nhiều, cho nên xuống được 23 kg trong vòng 3 tháng. Khác hẳn ha, cái người ngồi trên đó với người ngồi dưới đây khác hẳn đi. Dạ đúng rồi, ai cũng nói vậy. Lúc mà em ốm xuống là em lên đại học xong em về quê là không ai nhận ra em luôn, ai cũng tưởng em là em của mẹ em. Bị già đi hả em? Tại vì mẹ em cũng hơi trẻ. À mẹ em nhìn trẻ. Dạ. Theo anh cảm nhận thì em có vẻ là em sẽ thích về cái công việc biểu diễn hơn. Ví dụ như là MC, ca sĩ gì đó đúng không? Dạ đúng rồi. Thế thì cái trường luật đối với em nó là cái để mình gọi là sau này, hay là đó là cái con đường mà thật sự là em mới muốn đi? Ở thời gian hiện tại thì cái con đường em muốn đi vẫn là bên nghệ thuật hơn. Còn cái trường luật là do lúc đó em thi một cái cơ duyên nào em cũng không nhớ, em đã đậu vào trường luật. Nhưng mà trong luật á vẫn có chương trình văn nghệ này nọ, thì em làm tổ chức. Em làm chương trình ca nhạc hay gì, diễn kịch hay MC gì trong đó? Dạ có ạ, tại em là leader của câu lạc bộ văn nghệ khoa luật. Thì đó. Dạ. Hơi hỏi hơi nhiều, nhưng vẫn muốn hỏi thêm một câu là em đã từng có bao nhiêu người yêu rồi? Thời điểm hiện tại là chưa bao giờ có một người yêu nào hết. Tại sao? Tại vì cấp 3 đi là mình tính từ cái thời điểm mà biết yêu đi. Thì lúc đó ngoại hình em không có và nói chung là xấu, cho nên là em không có tự tin về yêu. Còn khi lên tới đại học á thì mình lo học, với lại là do tập trung, em là tự chủ kinh tế ở năm 3 rồi, cho nên là phải tập trung đi làm, rồi tập trung học nữa, cho nên là cũng không có muốn quen người yêu ở thời điểm đó. Còn bây giờ thì thời gian nó đã đỡ hơn, cho nên là cũng muốn tìm một người yêu. Cảm ơn bạn số 3. Mời bạn màn hình số 4. Hay cưng quá vậy, sao tôi khoái nít quá. Ai vậy em ơi? Dạ, giới thiệu với mọi người, đây là con trai đỡ đầu của em, con của chị ruột em. À, dễ thương quá. Là cháu em đó. Còn người mà đang bế con em là mẹ em.
Mẹ ruột em. Dạ. Trò chơi thì hơi nhiều. Cái Musi đó là music hả em? Hay là dạ, Musi là một phần mềm để em có thể vừa viết nhạc. Tại vì có những cái nhạc trên YouTube á, mình không có thể nào mình kiếm được ở những cái web khác. Cho nên là cái trang web này nó giúp mình kiếm được những cái nhạc đó để mình có thể viết những cái bài nhạc khác hơn nữa. Để thấy được là cái gu âm nhạc của em như thế nào ấy, có thể show cho mọi người biết được không? Dạ, đây là cái danh sách nhạc của em. Nó là một cái điều gì đó rất là nhẹ nhàng. Có cái beat thả thính nữa hả em? Dạ có. Cái beat thả thính nó nghe làm sao em? Dạ bài này là tại vì bữa là em vô tình em nghe, em thấy nó bắt đầu nó hay hay. Rồi em cũng lưu nó về để có một dịp nào rảnh để em có thể ngồi em nghe cái beat đó, để em ngồi em viết một cái bài nào đó về cái beat đó. À. Thính miền Tây hả? Mình hỏi là gu âm nhạc của hai bạn là như thế nào ạ? Với Trang thì Trang lại thích nhạc ballad hoặc là nhạc US UK kiểu EDM. Còn Nhi thì thích nghe những bài nhạc Âu Mỹ hơn. Có vẻ như là phần âm nhạc là không liên quan gì rồi. Thôi mình ra ngoài đi em, kiếm cái gì đó liên quan hơn. Khi hai bạn có thời gian rảnh thì hai bạn thường làm cái gì? Trang thường rất là ít ở nhà, và khi mà ở nhà thì mình muốn tự mình pha cà phê, mình có thể xem phim và đọc sách, có thể là học bài. Em biết uống cà phê luôn hả? Dạ em rất là thích uống cà phê ạ. Chị với em thích nhau nữa rồi nha. Và cà phê là em phải uống đặc. Còn em? Nhi thường nghe nhạc, xem phim. Bạn có thích đi xem phim không? Mình cũng rất là thích đi coi xem phim. Lát nữa xong ra mua vé coi luôn nha. Dạ được của chị. Rồi bây giờ vậy nha, nãy giờ nói chuyện nè, chia sẻ nè, giảm cân nè, gì cũng có hết trơn rồi. Bây giờ Nhi em và Quỳnh Trang ấn tượng với anh chàng nào trong lúc suy nghĩ? Xin phép giải lao trong vòng ít phút. Chào các bạn, trở lại với tần số tình yêu. Mời Nhi em. Em cảm thấy dần ấn tượng với bạn số 3. Mời giữ lại bạn số 3, Quỳnh Trang. Em sẽ ấn tượng với bạn số 1 ạ. Bởi vì có chung sở thích là chụp hình. Giữ lại bạn số 1. Các bạn khán giả nữ thích số mấy à? Số 4, mời giữ lại số 4. Bây giờ chúng ta gặp gỡ anh chàng số 2. Em bên anh lúc buồn, em bên anh lúc vui, nhưng lại không thể bên nhau trọn đời. Ngày em theo gia đình đến nước Mỹ xa xôi, cách nhau hơn nửa vòng trái đất, thì khi đó dù có hứa hẹn bao điều, anh vẫn biết là mình đã mất nhau mãi mãi. Anh tiếc chuyện tình ta dang dở, và hôm nay tiếc nuối lại trở về trong anh khi hành trình kết nối tần số với Quỳnh Trang và Song Nhi dừng lại ở sóng tình bạn. Bước ra đây thấy hai cô gái đẹp xinh xắn, từ nãy giờ tôi khen hoài, ấn tượng với cô gái nào? Cô bên này. Bên này. Dạ vâng. Thầy thấy hiền lành, cô bên này nhìn thấy sắc nét, hai cô đẹp y chang như nhau. Hẹn gặp em trong một cái chương trình khác và sẽ có tần số rung động với em nha. Dạ cảm ơn em. Không biết là sau khi xem xong 3 phần trình diễn thì hai bạn có ai thay đổi cái ấn tượng của mình không? Đầu tiên là bạn Quỳnh Trang. Thì em vẫn rất là thích bạn số 3. Bạn số 3 giữ đèn lại. Như em. Dạ, còn em thì ấn tượng với bạn số 4 tại vì nhảy đẹp quá. Mời đèn của số 4. Trước khi mình gặp gỡ anh chàng số 1, mời nhìn 3 gương mặt thiệt của 3 chàng trai. Hai bạn nhỏ lại không được nhìn ha. Mời hai em lên sân khấu quay ngược lại đây cho chị. Rồi quay lại, mời ba màn hình. Các bạn số 1 này đẹp trai lắm nha, Hàn Quốc chịu không nổi luôn đó. Bây giờ thử nè, số 1 nè. Số 3. Số 4 nè. Hai của em có muốn đổi không? Dạ không ạ. Dạ không luôn ạ. Dạ không, mời tắt ba màn hình, mời hai em về chỗ. Dù cho gia đình nội ngoại có la đi nữa cũng không đổi, thấy chưa? Vậy thì bây giờ mình mời gặp gỡ anh chàng số 1. Xin mời em. Người con gái có đôi mắt cười hay hát vu vơ đã khiến tim anh đập loạn nhịp mỗi khi gần bên. Anh tin anh đã tìm được người con gái anh yêu,
nhưng lại ngại ngùng không dám thổ lộ. Đến khi em nhận lời yêu từ anh chàng xa lạ, làm tim anh đau nhói vô cùng. Yêu em nhưng không nói là anh sai với cảm xúc của mình, sai với cả chính người con gái anh yêu, chỉ vì sự ngại ngùng của anh. Chưa đi hát nhiều thì nên hát rất là rung. Tôi không biết, tại nãy thấy rung của tôi biết, giờ tôi nghĩ anh Vinh nên hát lại cho tôi nghe câu đó đi thì tôi mới tin. Cho anh cái nhạc. Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi đâu ai hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man, riêng anh một mình nơi đây, đúng không? Những phút giây trôi qua tầm tay, chờ một ai đó đến bên anh, lặng nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng phá đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong từng tình yêu ấy, giờ đây là em, người anh mơ ước bao đêm. Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi hết chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất khi em cười, vì em luôn là tia nắng trong anh không xa rời. Bạn phải cảm ơn tôi, đã lâu lắm rồi tôi mới nghe Trương Thế Vinh hát. Xin lỗi em, là tại vì anh Vinh là anh là ca sĩ chuyên nghiệp, cho nên có gà anh cỡ nào thì anh không có rung, và anh nghe được cái nhịp để anh vào nó chắc. Nhưng mà về cái tinh thần thì bạn này hát tốt hơn, tại vì cái cách nhả chữ sau này đó gì nó tại vì với lại là em là người thích mà, còn đây là người bị ép hát. Tới đây hôm nay vô tình hát một bài hay, song ca với anh Vinh nữa, đâu phải dễ gì, muốn song ca với ổng là được, đúng không ạ? Gặp hai người em đẹp, tần số nó chưa rung tới thôi. Nhưng mà em sẽ đứng kế anh Vinh đi, em sẽ lay ế. Sẽ lay ế? Sẽ lay ế. Trời đất ơi, chữ này đừng lay em. Hôm nay chưa bắt được nhiệt của với ai hết. Nhưng mà xin chúc em sẽ sớm có được cái tần số của mình nha. Biết đâu sau chương trình này là Facebook em nhắn tin rầm rầm cho. Em cảm ơn anh ạ. Và bây giờ là vòng thứ 3, bí mật của nàng. Chúng ta cùng nhau khám phá hai chiếc điện thoại của hai cô gái này nhé. Xin mời.